video mới của mình ngày hôm nay. Thì hôm nay mình quyết định sẽ làm một cái video mà đáng lẽ ra là mình đã phải làm từ rất là lâu rồi. Thế nhưng mà kiểu mình cũng quên ấy. Thế nên hôm nay mình quyết định sẽ làm một cái video, đấy chính là Book Talk, trả lời tất cả những cái câu mà liên quan đến sách sách các thứ. Và ok, nếu mà các bạn cũng thích những cái video mà chat kiểu như thế này thì đừng quên comment ở phía dưới để mình biết và làm tiếp cái clip kiểu như thế này nhá. Thì ok, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu luôn với video clip Book Talk của Hà nhá. Ok, câu hỏi đầu tiên, who is your favorite writer? Thực ra cái này trước đây thì chắc chắn sẽ là J.K. Rowling, là tác giả của Harry Potter. Thế nhưng mà dạo gần đây mình tìm được hai tác giả mà mình cũng rất là thích. Thứ nhất đấy là Benjamin, tác giả của hai cuốn sách gần đây mà mình siêu mê, đấy chính là The Inexplicable Logic of My Life và Horizontal and Dante Discover the Secret of the Universe. Và tác giả thứ ba đấy chính là Khalid Hosseini, người đã viết nên quyển Người đưa diều và Ngàn mặt trời rực rỡ, là hai cuốn sách mà mình cũng rất là thích trong năm nay. Còn nếu ở Việt Nam thì có lẽ tác giả ưu tiên nhất của mình vẫn sẽ luôn luôn là Nam Cao, kiểu chưa tìm được một nhà văn nào có thể vượt qua vị trí của Nam Cao trong lòng mình. Ok, hỏi số 2, when did you become a reader? Thì thực ra cái này mình không nhớ rõ lắm, nhưng mà mình nghĩ là chắc là tầm năm lớp 7 ấy, khi mà mình bắt đầu đọc Harry Potter. Thì hồi đấy mẹ mình đã mua cho mình cái tập Harry Potter, và từ lúc đấy trở đi thì mình đã biết là đọc sách là tình yêu lớn của đời mình. Câu hỏi số 3, 3 books you could recommend to anyone, 3 cuốn sách mà mình sẽ recommend cho tất cả mọi người. Thì 3 cuốn sách mà mình sẽ review cho mọi người, đầu tiên đấy chính là series Harry Potter, và thứ hai là The Book Thief, kẻ trộm sách của Marcus Zusak, và thứ ba là cuốn Người đưa diều của Khalid Hosseini. Đây là 3 cuốn sách mà mình thấy siêu hay, siêu ý nghĩa, và tất cả mọi người đều nên đọc một lần trong đời, tại vì nó chất định. Câu hỏi thứ tư là what is your least favorite book, cuốn sách nào mà mình ghét nhất? Cái này siêu dễ. Đấy chính là cuốn Chúng ta sẽ ổn thôi của Gà và Minh Nhật. Đây có lẽ là cuốn sách mà mình cảm thấy tốn tiền nhất trong cuộc đời mà mình đã từng bỏ tiền ra để mua, mặc dù nó cũng không hề đắt. Thế nhưng mà bạn nào mà đã xem cái video những cuốn sách gây thất vọng nhất năm 2017 của mình thì chắc là cũng đã biết cái cảm nhận của mình về cuốn sách này rồi, đúng không? Câu thứ 5 là what books are you reading? Mình là một đứa sẽ đọc nhiều cuốn sách một lúc ấy, và hiện tại thì mình đang đọc 3 quyển. Quyển thứ nhất đấy là quyển I Will Give You The Sun này. Mình mua tại vì mình chưa thích cái điều của nó, và mình cũng nghe rất là nhiều người khen cái chuyện này rồi. Cuốn thứ hai là một cuốn khá là lạ, tại vì đây là một tập thơ, thế nhưng mà mình cũng đang khá là thích cái cuốn sách này, và đây chính là quyển Inside Out and Back Again của chị Lại Thanh Hà. Thì đây chính là cuốn sách mà mình có giới thiệu trong cái video haul gần đây nhất của mình ấy, mình sẽ để link ở phía dưới nhá. Thì đây là một tập thơ dựa trên những cái kỷ niệm của chị Lại Thanh Hà khi mà gia đình chị ấy phải di cư sang Mỹ ấy, sau năm 1975. Thì mình thấy là một cuốn sách khá là hay và ý nghĩa. Quyển thứ ba mà mình cũng đang đọc thì đấy chính là quyển Những người đàn ông không có đàn bà của Haruki Murakami. Và sau khi mà mình đọc xong cuốn truyện này thì mình sẽ cho mọi người review của mình về những cuốn truyện này nhá. Which book was ruined by its movie adaptation? Cái cuốn truyện nào mà đã bị phá hủy bởi cái phim truyền thể của nó? Thì thực ra mình thấy đa phần những cái phim truyền thể mà mình xem ấy thì nó cũng không đến mức quá tệ, trừ một phim mà mình thấy là nó không truyền tải được bất cứ một cái ý nghĩa hay là thông điệp nào hay cái tinh thần nào của cái chuyện gốc cả. Thì đấy chính là bộ phim truyền thể Hóa Danh Vẫn Ở Đây, bản điện ảnh. Bản truyền hình thì nó chưa chiếu, nhưng mà bản điện ảnh thì mình có xem rồi, và mình kiểu thật sự là không thể mê nổi, tại vì nó bị, thứ nhất là nó bị cắt đi rất là nhiều, và thứ hai là có rất là nhiều chi tiết mà mọi người phải đọc truyện thì mọi người mới hiểu được hai nhân vật đấy. Còn trong phim thì mình cảm thấy diễn xuất của nam và nữ nhân vật chính nó chưa đủ để mà bộc lộ được hết những cái tâm trạng, suy nghĩ thầm kín của nhân vật ấy. Thì mình thấy đấy là một cái bộ phim mà mình khá là thất vọng, mặc dù là mình rất là thích cái bộ truyện gốc Hóa Danh Vẫn Ở Đây của Tân Diệu. Which movie has done a book justice? Bộ phim truyền thể nào mà đã kiểu là xuất sắc hoàn thành được cái nhiệm vụ của bộ truyện gốc? Thực ra là mình thấy có rất là nhiều phim chuyển thể mà nó rất là hay và nó giữ được đúng cái tinh thần của truyện gốc. Và thực ra là mình cũng đã có làm một vài cái video nói về những cái bộ phim chuyển thể mà mình thấy là nó hay. Thế nhưng mà nếu mà để chỉ chọn ra hai thì mình nghĩ cái tác phẩm mà mình thấy là giữ được cái tinh thần truyện lớn nhất và xuất sắc nhất thì đấy chính là quyển The Falling Down Star, Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao của John Green. Và quyển thứ hai đấy chính là Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi. Đặc điểm chung của hai cái bộ phim này ấy là nó đều được đạo diễn bởi tác giả. Thực ra là cái phim Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao ấy là John Green có tham gia vào quá trình sản xuất thôi, còn cái bộ phim Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi thì được đạo diễn bởi chính tác giả Kiều Bá Đao luôn. Thế là khi mọi người xem phim mọi người sẽ thấy kiểu khác hẳn luôn ấy. Nói chung là giữ được rất tất cả những cái tinh túy và cái hay nhất của tiểu thuyết gốc. What book have you reread the most? Cái này thì chắc là không phải hỏi nữa rồi, đúng không? Đấy chính là
tất cả các tập của series Harry Potter. Thế nhưng mà nếu mà để chọn ra một tập mà mình đọc lại nhiều nhất thì đấy sẽ là tập 3, là Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban. Đấy là một trong hai tập truyện mà mình thích nhất ở trong cả series 7 tập của Harry Potter. Tập tiếp theo là What is your favorite book you had to read in school? Thực ra cái này thì mình nghĩ nó sẽ là các tác phẩm, tất cả các tác phẩm truyện ngắn của tác giả Nam Cao. Thực sự Nam Cao là một tác giả mà mình thấy siêu xuất sắc luôn ấy. Và thực ra trong cái clip mà những cuốn sách mình không thể sống thiếu thì mình đã đề cập đến cái cuốn truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao rồi. Và đây là một trong những cuốn sách mà mình đúng là kiểu không thể sống thiếu luôn ấy, và mình cũng đã đọc lại nó rất là nhiều lần, đặc biệt là hồi mà mình học cấp 2, cấp 3 ấy. Câu hỏi tiếp theo là Which book do you think should be taught in every school? Thì cái này nếu mà để chọn một tác phẩm tiếng Việt thì mình sẽ chọn quyển truyện ngắn Cánh Đồng Bất Tận của chị Nguyễn Ngọc Tư. Thực sự mình thấy Nguyễn Ngọc Tư là một trong những cây bút trẻ hiếm hoi mà chọn đi theo cái con đường viết truyện ngắn chứ không phải là viết tản văn ấy như rất là nhiều nhà văn trẻ hiện giờ ở Việt Nam. Thì cái chuyện này mình thấy nó rất là sâu sắc. Và mình đọc cái chuyện này là tại vì sau khi mà mình xem cái bộ phim truyền thể Cánh Đồng Bất Tận ấy, và mình khá là ấn tượng với cái plot, với cái nội dung chung của cái câu chuyện này. Và sau khi mà mình đọc thì mình lại bị ấn tượng một lần nữa bởi cái ngòi bút miêu tả xây dựng nhân vật rất là xuất sắc của chị Ý. Đặc biệt là khi mọi người đọc thì mọi người sẽ cảm thấy kiểu rất là ám ảnh, day dứt luôn ấy, cho số phận của những người phụ nữ ở những cái vùng sông nước ấy. Đặc biệt là cái kết của chuyện đấy. Nếu mà bạn nào mà đã xem phim thì mình highly recommend mọi người thử đọc cái chuyện ngắn của cái chị Nguyễn Ngọc Tư này nhá. Câu tiếp theo, do you wish to be a writer? Thì thực ra mình cũng không biết nữa. Mình khá là thích viết lách ấy. Thế nên là mình nghĩ là nay mai có lẽ là sau khi mà mình đã trưởng thành hơn và có nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm trong cuộc sống hơn, thì nếu mà có thời gian và lúc đấy nếu mà cảm thấy đủ năng lực và tự tin thì mình sẽ thử viết lách một cái gì đấy xem sao. Câu hỏi tiếp theo là When was the last time you cried at a book? Ôi thì cái này chắc chắn là cái lần gần đây khi mà mình đọc cái quyển Người Đưa Diều của tác giả Khaled Hosseini. Phải lâu lắm rồi, từ hồi mà mình đọc hết Harry Potter ấy mới có một cuốn sách mà có thể làm cho mình kiểu full on tears luôn ấy, tức là kiểu nước mắt giàn giụa luôn ấy, tại vì mình quá là thương cho số phận một cái nhân vật trong cái chuyện đấy. Trời ơi, đọc kiểu ôi đến bây giờ mình nghĩ mà mình vẫn thấy siêu buồn luôn ấy. Nói chung là rất là hay, mọi người hãy đọc Người Đưa Diều đi nhá, nếu mà mọi người chưa đọc quyển đấy. Câu tiếp theo, which book most recently did you do not finish? Cuốn sách mà mình DNF, tức là cuốn sách gần đây nhất mà mình không có đọc hết. Thì cái cuốn sách gần đây nhất mà mình không đọc hết đấy chính là cuốn Trên Đường Băng của Tony Buổi Sáng. Thì mình đã biết là rất là nhiều bạn thích và khen được cuốn này rồi, thì nhưng mà không hiểu sao khi mình đọc ấy thì mình không bị cuốn hút bởi cái lời văn và cái giọng điệu của các cái tác giả trong cái cuốn này lắm. Thế nhưng mà mình vẫn sẽ cố gắng đọc hết. Nhưng mà thực sự mình không bị quá là cuốn hút ấy, và mình cũng không bị quá là ấn tượng. Ok, câu tiếp theo, which book is your guilty pleasure? Cuốn nào là guilty pleasure của mình, là cuốn sách mình cảm thấy khá là tội lỗi khi đọc nó. Thì thực ra mình cũng không hẳn là có một cuốn sách tội lỗi đâu. Thế nhưng mà guilty pleasure của mình có lẽ là cái cuốn Fangirl của Rainbow Rowell. Thực ra cuốn này thì nó cũng không có quá nhiều giá trị văn học hay là giá trị nhân đạo gì gì đấy, hay là nó cũng không đến mức là quá là ý nghĩa. Thế nhưng mà mình rất là thích cái câu chuyện tình rất là đáng yêu của Levi và Kate ở trong cái câu chuyện này. Thì thực ra mình cũng đã nhắc qua về cái cuốn chuyện này trong cái video những cuốn sách truyện dành cho các bạn mới đọc sách tiếng Anh, và đặc biệt là cuốn chuyện này như kiểu là dành cho các introvert hay là những bạn nữ nào thích đọc sách ở ngoài kia. Mình rất là thích cái câu chuyện này. Ok, câu hỏi tiếp theo là What are your favorite characters? Những nhân vật ưa thích của mình. Thì để mà liệt kê những nhân vật mình thích ý, thì nó rất là dài, thế là chắc là mình sẽ list ra những cái nhân vật mà mình thích nhất nhá. Thì không thể không nhắc đến Harry Potter đúng không? Thì trong Harry Potter mình thích nhất chính là Hermione, và thứ hai thì đấy chắc là chú Sirius và thầy Lupin. Không hiểu sao mình rất là thích hai nhân vật đấy. Tiếp theo đến một cái nhân vật mà mình cũng rất là thích nữa thì đấy chính là nhân vật Jasmine ở trong A Walk to Remember. Nói chung là để kể ra những cái nhân vật mà mình thích ấy thì chắc là nhiều lắm, nên là chắc là mình sẽ làm riêng một cái video nói về những nhân vật mà mình thích sau nhá. Ok, câu tiếp theo là which book has the best cover? Cuốn sách nào mà mình thấy là có bìa đẹp nhất? Thì thực ra là mình cũng đang định làm một cái video để giới thiệu những cái cuốn sách mà cá nhân mình thấy là có bìa đẹp nhất trong cái tủ sách của mình để giới thiệu với mọi người. Thế nhưng mà nếu mà để chỉ chọn ra một ấy thì mình nghĩ là mình sẽ chọn quyển Fantastic Beasts and Where to Find Them của J.K. Rowling. Thì đây chính là cái bản original screenplay, tức là nó chính là kịch bản của cái bộ phim Fantastic Beasts đấy. Cái bìa của nó nhìn kiểu siêu siêu đẹp, design nhìn kiểu vừa bí ẩn mà vừa giống một cuốn sách ma thuật ấy. Và hơn nữa ở bên trong ấy, từng trang cũng được design với những cái họa tiết rất là hay và rất là đẹp. Nói chung là mình cũng siêu thích. Nếu mà để ăn gian ấy, thêm một lựa chọn nữa thì chắc là mình sẽ chọn
cái bản bìa minh họa của Harry Potter and the Philosopher's Stone, Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy. Trong ba cái bản bìa minh họa mà mình có thì mình không hiểu sao mình vẫn là thích cái tập 1 này nhất. Cái chuyến tàu này nhìn siêu siêu đẹp. Thì thực ra mình cũng đã có unbox ba cái quyển bìa minh họa của mình trong một cái video haul khá là lâu trước đây của mình rồi. Mình cũng sẽ link lại cái video haul đấy ở phía dưới nhá. Ok, câu hỏi tiếp theo, paperback or hardback, là chuyện bìa cứng hay bìa mềm? Thì thực ra cái này mình thấy tùy ấy. Mình là một đứa thích sưu tầm sách, thế nên là vì cái mục đích sưu tầm đấy thì mình thường sẽ thích mua bìa cứng hơn. Thế nhưng mà những cái lúc mà mình nằm đọc sách ấy, hay là dạo vừa rồi mình phải đi lại khá là nhiều ấy, thì thực sự là những cái cuốn bìa mềm nó tiện để mang đi hơn và tiện để nằm để cầm đọc hơn rất là nhiều. Thế nên cái này để chọn thì chắc là mình sẽ chọn sách bìa mềm, tại vì nó tiện hơn và mình có thể mang đi lại nhiều nơi hơn ấy. Tiếp theo đấy là favorite place to read, mình thích đọc sách ở đâu? Thì mình biết là có rất là nhiều bạn thích mang sách ra cà phê này để ngồi đọc, nhưng mà cá nhân mình thì mình chỉ thích nằm ở trên giường này, sau đấy thì vừa nằm trên giường vừa đọc sách vừa uống trà sữa. Đấy chính là định nghĩa của mình về thú vui tao nhã các bạn ạ, nằm trên giường đọc sách uống trà sữa. Thì ok, vậy là mình vừa trả lời tất cả những câu hỏi liên quan đến cái book chat gọi là cơ bản nhất, những câu hỏi gọi là basic nhất ở trong một cái video book chat. Và nếu mà mọi người thích những cái video book chat kiểu như thế này thì đừng quên comment ở phía dưới nhá, để mình biết và làm thêm nhiều những cái talk hay ho hay là thú vị hơn trong tương lai. Và mình sẽ để hết những cái câu hỏi mà hôm nay mình có trả lời trong cái video ở phía dưới description box nhá. Và mình rất cảm ơn mọi người đã xem đến hết video clip. Đừng quên like, comment và subscribe, và mình hẹn lại mọi người cho các video clip tiếp theo của mình nha.